Chào các bạn nhé. Hiện tại mình có đang sửa hai chiếc bếp từ của một cái chú mang đến cho mình khá là lâu rồi. Korea King này thì nó rất là mới và đẹp. Với cái lỗi nó không vào nguồn thì nó chỉ là do nó hỏng nguồn cấp trước thôi. Kiểm tra thì do con điện trở cầu chì nhỏ bé xíu này bị cháy và IC nguồn Viper 12A chập. Sau khi mình sửa nguồn ok không xong thì quạt không chạy. Nên là cuối cùng ấy là mình thay quạt thì quạt chạy suốt, hóa ra con mở nguồn con 8000 mở nguồn nó cho quạt nó cũng chết chập. Như vậy là nguyên nhân của nó chính là quạt bị chập con ham sensor bên trong, dẫn tới là làm hỏng cả nguồn. Nhưng mà nó không nổ tung như mấy dòng Kangaroo mà nó IC nguồn ấy, mà nó chỉ là do sử dụng con điện trở cầu chì 2A ôm rất là bé thôi, do đó nó sẽ cháy con điện trở cầu chì thôi, nhưng mà con IC này nó cũng đã chập mọi người ạ. Thì cái lỗi này thì rất là đơn giản, mình đã cũng có video mình chia sẻ về cái sửa mạch nguồn của nó rồi. Nhưng cái bếp này thì rất là mới mọi người nhé. Nhưng trong cái đống đồ, đống cái túi bì tải đấy, thì sau khi mình sửa xong cái kia thì mình mở ra thì có một con bếp mà nó có cái hiệu MD này này. Đây là một con bếp mà mình theo mình hiểu nôm na ngày xưa ấy, thì là cái thương hiệu MD này này, là mình hay nói về cái thương hiệu quạt MD của Trung Quốc rất là bền luôn. Thì sau đó là cái bếp từ nó cũng có cái thương hiệu MD này. Và đây chính là một trong hai cái bếp mà mình đã tìm hiểu về bếp từ đầu tiên. Thời đấy là mình không nhớ nữa, năm 2006 hay 2007 gì đấy, có một cái người ở dưới Hà Nội, họ mới tức là ở dưới họ làm ô xin dưới đấy thôi, thế là họ nhặt được mấy cái này. Tức là ở người nhà người ta làm thuê cho người ta có những cái bếp MD này này. Thế là họ mới bỏ lâu không sửa, không dùng được, thế là họ bỏ, hay là người ta đem về cho mình. Thì là họ cho mình cái bếp này, và nó là một trong hai cái bếp mình tìm hiểu về bếp từ đầu tiên mọi người ạ. Nó bếp này và một cái bếp nữa là của người thân của mình mua trên Lạng Sơn, cái bếp màu đen. Bếp màu đen không có thương hiệu gì cơ. Thì cái bếp này hồi đấy ấy, thì mình tìm hiểu về nó đầu tiên là bếp này này. Cái này này. Do linh kiện của nó cũng là đời, cũng không phải là đời tốt lắm, nên nó linh kiện của nó toàn chân sắt thôi, nên nó cũng rỉ. Không, mình sửa ok. Mình sửa ok một thời gian, thì thời đấy thì 2007-2008 thì cũng chả dùng bếp từ nhiều, ăn lẩu gì đâu. Thế là mình cứ để đấy, xong một thời gian sau nó cũng chẳng chạy được, bởi vì là nó tóm lại nó chạy chập chờn, do linh kiện nó rỉ nhiều, thế là mình cũng phá giã xác. Và cái con bếp MD như này này là một trong hai con bếp mà mình tìm hiểu về bếp từ đầu tiên ấy. Thì nó chỉ còn tồn tại đúng một cái kính của nó nữa thôi. Đây là cái kính, chúng ta sẽ để ý nhé. Cái kính này là rất giống với cái kính mà mình đang lắp trên con bếp Media này này. Tóm lại là con bếp đây vạch giá và con bếp này là bị vỡ kính. Thế là con bếp Media vỡ kính, thế là mình lấy cái kính còn đúng cái bếp MD này ngày xưa mình tìm hiểu ấy, mình còn đúng một cái kính này thôi. Chúng ta để ý nó rất là giống nhá. Còn bo mạch rồi các thứ chắc bây giờ không còn nữa, hoặc mình quăng quẩn được quẩn đâu ấy mọi người ạ. Thì thời đấy thì thực sự ấy là không có một cái tài liệu, không có một cái gì nói về bếp từ đâu mọi người nhá. Mà hồi đấy thì mình chỉ có vào mạng mình đọc một cái vấn đề là bếp từ nguyên lý hoạt động ra sao. Thì là mình chỉ hiểu ấy là nó hoạt động với cái nguyên lý là tạo nó sinh nhiệt theo kiểu là dòng cảm ứng, là dòng Foucault ngày xưa thời phổ thông mình học ấy, là cái dòng đấy là cái dòng vô ích ở trong các động cơ, nó làm sao sinh nhiệt trong các động cơ ấy. Và ứng dụng của dòng Foucault thời đấy mà mình biết là có ích ấy, đó chính là cái công tơ điện tử của điện lực, nó làm quay cái đĩa nhôm đấy mọi người ạ. Nó làm quay đĩa nhôm rồi để nhảy số ấy. Thì đến thời điểm cái bếp từ này thì nó ứng dụng dòng Foucault để nó tạo ra nhiệt ở đáy nồi để sinh nhiệt. Thì sau đó là mình chỉ hiểu về một cái lý thuyết như thế ở trên mạng thôi. Sau đó là mình nhìn trên cái mạch thật này. Cái bếp này thì mình không thử luôn, nhưng mà mình tháo ra nó tụ này không đúng rồi, tụ nó lổ linh tinh rồi này. Không biết là cầu chì nó có cháy chưa thì mình chưa nhìn. Nhưng cái bếp này thì thời cổ ngày xưa chúng ta sẽ để ý con MSU nó rất là to và dài nhá mọi người nhá. Linh kiện của nó chất lượng không tốt đâu, con này đấy, mình đã vì mình vã giã xác mình biết mà. Chân nó toàn chân sắt thôi. Nên nó sẽ bị rỉ đấy mọi người ạ. Nên chúng ta sẽ nhìn thấy nó đã có sự ẩm thấp này. Thì đây chính là con MSU này, con MSU này sẽ, con này nó sẽ có cái chương trình mà nhà sản xuất lạp bên trong ấy, để chương trình điều khiển toàn máy ấy. Và do nó là dòng MSU ngày xưa kiểu gì nó cũng phải có một con thạch anh dao động. Đời ngày xưa mà.
Thì thời đấy thì mình nhìn qua ấy, thì cái biến áp này là cái biến áp nó sẽ tạo ra nguồn cấp trước. Thời đấy thì nó không có chạy vipper, nguồn xung nước gì đâu. Nó sẽ tạo ra hai dạng nguồn đấy. Một dạng nguồn mà nó sẽ rơi rất là cao, nó rơi vào tầm khoảng 24-26 V DC ấy. Nó vào nó lắm chỉ có lửa chu kỳ thôi, lắm qua một con diode thôi, lọc trên con tụ này. Và cái nguồn đấy sau đó nó mới đi qua một cái mạch hạ áp tuyến tính, bao gồm có một điện trở phân áp cực B này, DZ ghim cực B này và con chan to, để nó sẽ ghim tạo ra nguồn 18V, 18V cho driver. Và mình không rõ là có phải do quạt không, nhưng thời đấy hình như là cái quạt mình sửa cái bếp đấy nó chạy 12V cơ, nhưng mình không rõ là cái quạt này khách đã thay hay là zin. Nhưng mình thấy là cái quạt này hỏng rồi này, nó khó quay, để lâu quá nó cứng cứng đơ lại rồi này, không quay được nữa này, rất là chặt luôn. Nhưng mà nhìn đấy như này thì có khả năng zin bản nhé mọi người nhé. Có thể là cái đời thời mình, cái bếp của mình ấy cũng là MD như này, nhưng mà nó chạy quạt 12V cơ. Nhưng mà có thể là đời sau, cái này là đời sau nó sẽ cải tiến, nhà sản xuất họ cải tiến mà. Thì cái nguồn 18V đấy thì nó sẽ cấp cho khối driver để kích IGBT ấy. Và mình khẳng định là con IGBT này là con dòng FGA25N120. Nhưng mà khả năng chỉ là 15N120 không. Thì tí mình thử thử tháo xem có đúng nó hơn 12 năm hay là 10 năm nhé. Thì nguồn 18V đấy thì nó sẽ cấp cho một con LM339. Thời ngày xưa bếp từ luôn có con LM339 này, để nó sẽ nhận cái tín hiệu đường nhận nồi ở hai đầu mâm từ. Và thời ngày xưa chúng ta sẽ thấy điện trở của nó rất là bé, nó không to như bây giờ đâu mọi người nhé, nó bé xíu này. Đây cầu phân áp của đường nhận nồi các thứ ấy, đường nhận biết điện áp nữa, nó đều về các cổng, bốn cổng của con LM339 này để xử lý. Còn ở đây nó có con LM358. Thì con 358 này theo như cái mạch này thì nó đã có rờ xăm rồi. Dòng chảy từ C này, đây là G, C, E, dòng chảy từ C sang E. Sau đó đi qua con rờ xăm nó mới về âm của phần công suất ấy. Thì cái điện áp rơi trên con rờ xăm này nhá, nó sẽ đi tới con LM358 này để nó biết được dòng ăn như nào. Để nó đưa về là chỉ liên quan đến khả năng đến chế độ phát xung và bảo vệ. Con VR203 này là chúng ta điều chỉnh một cái điện áp tại chân, một chân của IC này, không liên quan đến được RSun đâu, để nó sẽ phát xung với cái xu hướng ăn dòng yếu với mạnh nhá mọi người nhá. Nó có VR này này mọi người này, VR tinh chỉnh công suất đấy mọi người ạ. Thì đấy, cái nguồn 18V nó nuôi cho khối driver kích IGBT này, rồi là M358 các cổng khuếch đại của con M358 rồi 339. 358 nó chỉ dùng một cổng thôi mà các bạn ạ. Thì tiếp nữa nó sẽ có một cái mức nguồn nữa là khoảng 12V DC. Sau đó nó đi qua một mạch, nó không dùng 7805 đâu các bạn ạ. Nó đi qua một mạch ổn áp tuyến tính, điện trở 2,2K phân áp cực B, rồi DZ 5V6 ghim ở cực B ấy, để nó mở từ C ra nghe qua một con chan nữa. Mà thì ta sẽ giao được 5V để lùi cho vi xử lý đây này. Con vi xử lý này thì nó rất nhiều chân, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là chân cũng có nhiều chân nó không sử dụng. Tức là trong bếp từ ấy, là nhà sản xuất họ cũng sử dụng một con ICV xử lý, nhưng con ICV xử lý này là con lập trình có thể nó sẽ ứng dụng ở nhiều thiết bị khác nữa mọi người ạ. Và cái con này đang lập trình để chạy cho bếp từ. Đến đời về sau này thì những con IC bếp từ của chúng ta ấy, là con MSU ấy, là nhà sản xuất họ đã sản xuất dành riêng cho bếp từ. Nó sẽ có mạch nhận nồi này, mạch nhận biết ACDS này, rồi phát xung các thứ là nằm bên trong luôn rồi. Nên bây giờ nó không còn to tác đi như thế này nữa nhá. Và nó giao tiếp với vỉ mặt rất là nhiều chân này. Thì trên vỉ mặt này nhá, nó sẽ có những cái chương trình nấu, nấu nước hay nấu lẩu hay là chiên xào hay là giữ ấm các thứ mọi người ạ. Và nó có led hiển thị. Và trên này thì nó chỉ có một con IC là con hình như là con 74HC164 thôi. Nó liên quan đến hiển thị led các thứ thôi mọi người ạ. Chứ sự những cái chân này này, thông qua phân áp qua điện, các con điện trở các thứ ấy, là nó vào giao tiếp với trực tiếp với con IC này để nó quét hiển thị là gọi là ma trận phím nhá. Con IC này nó như vậy mọi người ạ. Đây là con bếp từ đầu tiên mà thời ngày xưa mình tìm hiểu về nó mà. Nó cũng có khóa là cơ bản nhá mọi người nhá. Cũng có cảm biến ở đáy này. Đáy nồi bảo vệ đáy nồi này, khi đáy nồi quá nóng này. Mâm từ thì 100% là mâm đồng, và con này hình như chạy chỉ 1.600 thôi. Mình nhớ không nhầm chỉ 1.600 thôi mà, tầm đấy thôi. Rồi cảm biến nhiệt ở miếng nhôm để bảo vệ IGBT đấy, chúng ta sẽ thấy nó ghi chữ sensor này. Nó ghi to đấy nhá. Và thời ngày xưa nó không tiết kiệm như bây giờ, miếng nhôm nó rất là to và dày luôn mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra cho chúng ta tham khảo, về mình cũng sửa nó. Con tụ này,
Con tụ này theo như mình nhìn thì thợ trước họ thay bằng con 405 250V. Như vậy là 405 tương đương với là 4 microfarad và điện áp chịu đựng là chỉ là 250V DC thôi, thì như vậy không bao giờ chuẩn được nhá. Nó phải trên, nó khoảng tầm khoảng 400 DC cơ. Mọi người ạ, thì nó mới chịu được. Mọi người ạ. Nên là đây nó nổ đấy. Cột chì mình thấy chưa cháy nên khả năng IGBT chưa chết đâu. Mình sẽ tháo ra cho chúng ta tham khảo về cái cầu diode, thì mình nhìn khe qua này thì 1506 tức là 15A 600V rồi. Còn IGBT thì mình chưa nhìn thấy, nhưng mà cái xiểu sắc này là sắc của con FGA rồi. Kinh keo từ thời đấy giờ vẫn còn dính rồi mà mọi người. Chúng ta để ý này, khi làm máy in này nó còn có cả những cái này nhá. Còn thừa đấy mọi người ạ. Nó là chính là cái máy in này này. Giống cao áp giống cái vỉ đuôi TV CRT của thằng của TV CRT một số đời ấy, thì là trên cái vỉ đuôi đấy nó cũng có. Ở những cái mên to ở dưới ấy, ở chỗ vị trí cắt bỏ ấy, nhà sản xuất họ cũng tích hợp luôn là cái cho cái vỉ đuôi luôn mọi người ạ. Họ tiết kiệm thôi, họ tiết kiệm những phần thừa của cái ấy này thôi, cái mên này thôi mọi người nhé. Chúng ta bỏ vứt đi chả sao đâu mà mọi người. À con này đời sau nó chạy 25N120 rồi mọi người ơi. Đây này mình zoom cho chúng ta tham khảo nhé. Không biết có lấy nét được không, khó lấy nét quá. Hai năm là 120 rồi mọi người ạ, chứ không phải là 10 năm nữa. Nhưng mà công suất của nó cũng không lớn đâu mọi người ạ. Con này công suất nó không ghi, nó không còn tem ở sừng sau nữa mọi người ạ. Mà nó cũng chẳng có tem ấy các bạn nhé, trắng xóa luôn, nó chẳng có tem gì cả, nó chỉ có chữ MD đằng trước ấy thôi. Bây giờ mình sẽ sửa nó, vệ sinh qua, mình sẽ xử lý nó xem nó chạy như nào nhá mọi người nhá. Mình cũng để yên cái VR như cũ để chúng ta sẽ tham khảo nhá. Chết cả IGBT các bạn ạ. Nhưng mà nó lại không lổ cầu chì, chắc là nhảy át. Và hai con tụ này, thì con tụ này mình đã thay con tụ 5mm. Con tụ này thì mình nghi ngờ nó chỉ là tụ 0,27mm hoặc là 0,3 thôi. Nhưng mà mình đang thay bằng tụ 0,3 nhá. Còn thợ trước họ đã thay bằng con 0,33 mọi người ạ. Nên mình đang thay bằng 0,3. Cái đấy con tụ cộng hưởng này nó liên quan đến chế độ là ăn dòng nhiều hay ít, rồi là nóng thòi không đấy mọi người nhá. Con tụ này mình hay thay chuẩn lắm. Và mình sẽ nói qua, mình đã thay con 25N120 khác rồi. VR nó dỉ cứng không quay được luôn. Mình cũng thay con VR khác, kiếm được con VR cũng là 2203 là 20K. Nhưng mà mình lấy ở cái bên xác này nó hơi dỉ nhưng mà đo nó vẫn ok. Và mình nói qua cho chúng ta tham khảo về cái mạch nguồn của nó, cho nó, cho bạn nào mà thắc mắc thì có thể hiểu nhá. Cái mạch này thì hơi đặc biệt một chút đấy mọi người ạ. À, chúng ta phải hiểu một chút, mình có vẽ qua đây này để cho chúng ta hiểu nhá. Mình sẽ lấy led để làm sao cho cả chúng ta nhìn được cả hai bên. Đây như thế này đi. Để cho mọi người có thể hiểu được một số cái mạch điện thiết kế rất là đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta phải có một cái nguyên lý thuyết chúng ta mới hiểu được mạch. Thì đây là cái biến áp. Nhiều những con dòng media ngày xưa mà chạy biến áp sắt tử ấy, thường là nó sẽ có hai cuộn để tạo ra hai mức nguồn riêng, nhưng riêng con này nó chỉ có một mức nguồn thôi. Tức là cuộn sơ cấp này là 220 ở đây. Nó tạo ra từ trường trên nõi sắt tử ấy, thì là cái cuộn này sẽ cảm ứng ra điện áp nhá. Nó chỉ có một cuộn thôi mọi người này. Và nó sẽ đấu như thế này cho nó mới buồn cười này. Chúng ta để ý ở đây là từ đây đến đây là một con diode chảy từ A sang K, đây là một con diode chảy từ A sang K mọi người nhá. Mình sẽ dò cho chúng ta tham khảo đây. Thì 220 đầu vào thì ở đây ta sẽ có điện cảm ứng của cuộn sơ cấp này, thì nó cũng là điện áp của chúng ta vẫn là một dạng sin thôi, một chu kỳ đấy chia hai nửa. Thì giả sử lửa trên là dương, ở trên là phía này là dương, ở phía trên này là dương nhá mọi người nhá. Dương ấy thì chúng ta sẽ thấy này, điện áp dương này nó được lạp vào con tụ này đi về GND và nó được chỉnh lưu qua con D2 này để đi về âm của nó mọi người nhá. Về bề lửa chu kỳ trên là dương thì dưới là âm mà. Thì đây mình sẽ dò cho mọi người này, trên nó là dương ấy, nó được lạp vào con tụ này, nó đi về GND toàn mạch này, con tụ này nhá, GND toàn mạch, và nó đi qua con diode đấy để nó về âm của nó, ok nhá. Thì vậy như là trên con tụ này ta sẽ thu được một cái điện áp như mình vừa đo đầu ra là 31V, thì nó sẽ là một nửa của 31 đấy. Tí nữa mình đo thử nhá. Tiếp theo này, nửa chu kỳ ở dưới nó là dương, tức là cái bán chu kỳ này này, thì trên nó sẽ là âm nhá. Thì dòng điện nó lại kín như này, dương này nó sẽ đi qua con diode D1 này,
đi qua con D1 này, lạp trên con tụ này để đi về âm của nó, đi qua con D1 này, lạp trên con tụ này cũng 25V 220, hai con tụ này này, một con ở đây và một con ở đây nhé, để đi về âm của nó. Thì như vậy là mỗi một con tụ là nó sẽ được nạp một nửa bán kỳ, và trên con tụ đấy chúng ta sẽ thu được một cái mức điện áp là bằng một nửa của đầu ra. Thì chúng ta sẽ để ý này, cái nguồn đầu ra mình đo vừa nãy mình đo được 31V, bởi vì nó này này, nó chính là điện áp tổng hợp của lối tiếp trên hai con tụ dương ở đây và âm ở đây này, tiếp tục lại lối tiếp trên dương và âm ở đây so với GND toàn mạch nhá mọi người nhá, như là hai con tụ đối lối tiếp và đầu ra đây. Thì cái điện áp đầu ra này thì là nó sẽ cấp cho quạt, quạt mà hỏng mình cũng đã vừa sửa rồi. Thì điện áp quạt ở quạt này, ra quạt nó sẽ ở đây nhá, nó sẽ đây này, nó đi qua một con 20 ohm, hàn qua 20 ohm tới một chân của quạt này và chảy sang chân này, và con chan này sẽ được kích mở, con 8000 sẽ được mở từ C sang E để đi về mát của toàn mạch, từ 31V này đi qua quạt này, mở qua con 8000 về mát này. Thì chúng ta sẽ hiểu cái con quạt này là 18V và nó đang chạy dòng của ba điện áp là cao nhất là 31V, nhưng mà do con điện có trợ điện trở này này nó sẽ sụt. Và mình thực tế mình vừa chạy thử nó sụt còn có 16V thôi. Còn trên con quạt này có được có 16V này, nên vừa nãy mình có tăng con tụ này lên lên 470 mi con tụ này. Và tăng thêm con này nữa thì càng tốt này. Tiếp tục này. Cái nguồn 31V ở đây ấy, nó sẽ đi vào một cái mạch ổn áp tuyến tính. Nó chính là con chan này này. Nguồn 31V, 31V này không phải là trên con tụ này đâu nhá, mà 31V này so với mát toàn mạch này này, mọi người này, đang lối tiếp trên hai con tụ này, chúng ta phải hiểu như thế nhá. Cái này mình khẳng định là rất nhiều bạn thợ sẽ không hiểu nguyên lý chỉnh lưu ra điện áp của nó đâu luôn đấy mọi người ạ. Nó chúng ta phải hiểu về cái đường kín mạch này. Mình cái này thì cũng cái mạch bếp từ này nó rất là cổ rồi, nhưng mình muốn nói cho mọi người về sâu về lý thuyết một chút, cho chúng ta sẽ gặp những cái thiết bị khác thì chúng ta cũng sẽ hiểu nhá. Thì cái nguồn 31V này nó đi tới chân C của con chan to này, để 31V này đi tới chân C này, và nó sẽ mở từ C sang E nhé. Thì chân E ta sẽ thu được một cái điện áp bằng cái điện áp mà con DZ ghim này. Thì mình đo này nó là 22V, nhưng con DZ này chắc là 22 hoặc 23V mọi người ạ. Thì đây các bạn này, nó sẽ có một con điện trở 1K này, một tụ dập xung nhiễu nữa mình không vẽ vẽ vào chân B này, và chân B sẽ được ghim một con DZ này, và quyết định con DZ này quyết định điện áp ra đấy. Thì như vậy là con DZ này ghim trên nó là một cái điện áp là 22V, thì đầu ra ta sẽ thu được khoảng 22V đấy nhá. Mình cứ giả sử như thế nhá. Tất nhiên nó có cái sự rơi qua mối nối một chút, xe một chút nữa thì mình cũng không quan tâm, chúng ta chỉ hiểu mạch ổn áp tuyến tính. Đây là cái mạch ổn áp tuyến tính mà. Thì đầu ra ta sẽ thu được 22V trên con tụ này này. Thì cái 22V này nó sẽ cấp cho mấy con IC là LM358, LM339 và tới khối kích driver. Với cái con chan kích IGBT, vừa nãy mình thay IGBT mình phải kiểm tra hai con này nhưng nó không chết. Con IGBT nó cũng chậm mà. Và tiếp tục này. Cái đường nguồn 22V này nó chia nhánh ra, nó đi như thế nhá, và nó sẽ đi hạn qua một con 82 ohm tới một cái mạch ổn áp tuyến tính khác. Cũng tụ điện, cũng DZ ghim, nhưng con DZ này chỉ 5V 6 thôi. Để nó mở từ C sang E và ta sẽ thu được 5V. Đây là 5V nuôi cho vi xử lý cho các loại mạch mà chạy 5V nhá. Mọi người nhá. Đấy, nó như vậy là cái mạch con nguồn này nó chỉ ra đúng một mức nguồn thôi. Với dòng media mà chạy biến áp sắt từ thì nó sẽ ra hai loại nguồn khác nhau cơ mọi người ạ. Đây, như vậy là chúng ta sẽ thấy là những cái thiết kế nó rất là nhiều nhá. Đây này, 22V ra này. Đi qua con điện trở 82 ohm đấy. Có một con đấy đây này, đi tới chân C này và mở từ C sang E, đây chính là con tụ lọc nguồn 5V ra nhá. Mình lật cho chúng ta tham khảo về nó này. Điện trở hạn cho quạt này. Mạch ổn áp tuyến tính tạo ra 22V này, tụ lọc là 22V này. 22V đi qua con điện trở 82 ohm này này, tới cái mạch ổn áp tuyến tính 2,2K này, DZ 5V 6 này, 8050 này, để hạ ra 5V lọc trên con tụ này. Ta sẽ thu được 5V cho vi xử lý đấy, mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo nhá. Như vậy là mạch điện nó sẽ thiết kế rất nhiều kiểu. Chúng ta phải hiểu được nguyên lý một chút về lý thuyết. Tất cả về lý thuyết thì chúng ta sẽ tạo được cái dòng chảy kín như nào để chúng ta sẽ hiểu được nó nhá. Mình tắt đi cho đỡ chói không, chứ cái giờ này nó có cả ánh sáng của cái cửa sổ nhà mình nên nó sẽ hơi bị chói. Chúng ta để ý này, đây là 220 vào nhá. Đây là cái biến áp hạ áp mà. Đấy, nó sẽ hạ ra một cái nguồn AC này, 12V nhá.
Thì từ cái nguồn 12V này nó sẽ được chỉnh lưu hai lần đấy, mà mình vừa nói cho mọi người ấy. Thì trên con tụ này, đây mình để đây mình đo cho mọi người. Trên con tụ này nhá, một nửa chuẩn bán kỳ ấy. Trên con tụ này này, ta sẽ thu được một cái điện áp là soi mát ấy, nó là một nửa của đấy 15V nhá. Tiếp tục trên con tụ này cũng được một nửa nó 15V này. Và tổng cộng giữa hai con tụ, nối tiếp hai con tụ đấy so với mát toàn mạch ấy, thì ta sẽ thu được là đây, mình sẽ đo này. Đấy, 31V nhá mọi người nhá. Và cái điện áp 31V này nó đi qua cái mạch của nắp tuyến tính đầu tiên ấy, đây là đây cực B của nó mình đo này. À, con này chạy DZ 23V rồi thì ta sẽ ra được là 22V này mọi người này. 22V này nó sẽ tới chân 3 là chân VCC của LM 339 đấy. À, các bạn thấy chưa? Và tiếp tục 22V đấy nó đi tới chân C của con chan to để tạo ra 5V đấy. Đấy, và nó sẽ ra 5V bên này này. Đấy, 4,89 hơi thấp nhưng kệ thôi. Nó do thiết kế hoặc là mạch nó lâu năm quá nó thế thôi mọi người ạ. Mình cũng không quan tâm cái đấy lắm. Đấy, một cái mạch nó chỉ có vài con linh kiện thôi. Và nó chỉ lưu toàn lửa bán kỳ từng lửa một thôi. Nhưng mà chúng ta mà không hiểu mạch thì chúng ta sẽ không hiểu được, hình dung được là cái đường mạch đó như nào. Cái đường mạch của nó chính là cái đường mình vẽ đây nhá. Là chúng ta đầu tiên chúng ta hiểu cốt lõi về cái lưới điện của chúng ta là sin. Hình sin nó thành chia thành hai nửa chu kỳ, một chu kỳ nó chia thành hai nửa, nửa dương và nửa âm. Và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ dòng điện kín mạch nó sẽ như thế nào và điện áp tổng hợp ra như thế nào. Mọi người ạ. Mình vừa sửa nó ok rồi. Mình sửa quạt này. Thay sửa công suất này. Tí nữa phải lối đun một lối nước sủi xem nó có bị nóng không, nhưng mà con miếng nhôm này nóng cũng ok đấy, nhưng mà hai con tụ này đang có sự sai khác đấy mọi người ạ. VR mình đang chỉnh nó ra tầm 7,5A mọi người ạ. VR mình thay con khác ấy, mình đang chỉnh như vậy mọi người nhá. Phím bấm của nó hỏng mình cũng đã thay. Mình lắp vào mình cho chúng ta tham khảo nó chạy nhá. Con này nó phát xung nghe tạch tạch to lắm mọi người ạ. Đời ngày xưa mà. Đây mình thử cho chúng ta tham khảo nhá. Chưa cho lồi vội nhá. Chúng ta nghe đây, tiếng nó phát xung này. Tạch 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 tạch. Tạch 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 tạch. Đây mọi người này. Kêu rất to luôn mọi người ạ. Nhưng con này linh kiện không chất chất lắm mọi người nhé. Đây nó bắt đồi rồi này. À, mình tăng hết công suất này. Mình đang chỉnh ở khoảng hơn 7A. Đấy. 7,7, 7,6A này mọi người này. Tắt này. Mình thay đúng 3 phím. Phím tắt mở và phím tăng giảm thôi. Còn những cái phím khác mình kệ. Mình toàn lười kiểu như thế thôi. Bởi vì khách chủ yếu là để ăn lẩu mà. Và bật nó chạy và giảm tăng giảm được công suất là ok mà. Như vậy là mình đã sửa nó ok. Một cái bếp này khả năng là bếp khách bỏ lâu rồi hay sao ấy mọi người ạ. Mình sẽ cho một lồi nước to, cái chỗ kia của mình để lâu quá, nấu nhiều quá nó cạn hết nước rồi. Mình sẽ chạy thử nó xem nó có nóng không, sau đó mình sẽ căn chỉnh lại. Nhưng mà con 25L120 của mình ra máy cũng là lồi tốt nên khả năng nó ok thôi. Mình chỉ sợ sai khác về tụ điện thôi, tụ cộng hưởng đây mọi người này. Còn con này 4mm thay 5mm thì ok nhá, chả xa đâu mọi người ạ. Còn mình sẽ kết thúc video này đây nhá. Qua video mọi người lại có cái tham khảo thêm những cái thiết kế, nhất là cái mạch nguồn này. Mình làm kỹ cho mọi người những mạch nguồn sử dụng biến áp sắt từ của những cái bếp từ nhá. Chào tất cả mọi người.